Bích Trâm xin gửi lời chào đến quý khán thính giả đang theo dõi bản tin Hoa Kỳ trên kênh Thời báo Sự Thật. Hãy đồng hành cùng chúng tôi bằng cách bấm like, share, subscribe và đừng quên bấm nút chuông thông báo để nhận những bản tin mới nhất. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, xin gửi tới quý vị bài phân tích và bình luận với nội dung như sau. Cả nước Mỹ bàng hoàng khi biết sự thật, Obama chính là ông trùm cuối của nhà nước ngầm, khiến cho Hoa Kỳ sụp đổ khi để lại sau lưng một xã hội Mỹ bị chia rẽ sâu sắc. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, nền tảng xã hội của phe cánh tả đã được nâng cấp và mọi thứ đã sẵn sàng chỉ đợi là thời cơ chín mùi nữa mà thôi. Phe cánh tả Mỹ cuối cùng đã đợi được Obama, người có tất cả sự đúng đắn về chính trị và thành công đưa ông vào tòa bạch ốc, do đó đã hoàn thành cuộc cách mạng màu của phe cánh tả Mỹ. Cựu Tổng thống Obama đã nắm 8 năm trong chính quyền, khiến cho Hoa Kỳ trải qua những thay đổi rất sâu sắc. Cơ cấu cử tri đã được chuyển đổi thông qua việc nhập cư quy mô lớn, hệ thống tư pháp thì bị đảng phái hóa nghiêm trọng, trở thành một cuộc bầu cử chính trị của thế giới thứ ba. Và điều quan trọng mà Bích Trâm muốn nói ở đây đó là trong hai hoặc là ba năm cuối của nhiệm kỳ thứ hai của mình. Ông Obama để thần tính của mình tham gia vào một số kênh truyền thông chính thống lớn ở Hoa Kỳ, cùng với Twitter và Facebook nắm chắc quyền phát biểu. Và nó cũng đã mang lại cho nước Mỹ sự vật mới chưa từng có trước đây. Trước Obama, thế giới không có IS. Trước Obama, Hoa Kỳ không có Black Lives Matter. Trước Obama, thế giới không hề có Antifa, những kẻ cánh tả cực đoan giả vờ chống lại sự thù hận, nhưng về cơ bản lại tôn thờ hành vi bạo lực của công dân. Trước Obama, thì Hoa Kỳ càng không có cuộc chiến với cảnh sát. Trước Obama, Hoa Kỳ ít bị chia rẽ hơn so với những ngày qua. Ông Obama này đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực cho cuộc cách mạng màu ở Mỹ. Thứ nhất, một thế hệ thiên niên kỹ ghét chủ nghĩa tư bản. Trong cuộc bầu cử năm 2016 thì bà Jane Sanders đã giành được sự ủng hộ cuồng nhiệt của một lượng lớn sinh viên trẻ mà xã hội Mỹ đã gọi là chủ nghĩa dân túy cánh tả. Phe này cũng đã tạo nên bối cảnh chính trị ở Hoa Kỳ và được giới truyền thông phương Tây khái quát là hai lực lượng tiêu biểu của sự điên cuồng chống toàn cầu hóa của người dân Mỹ họ luôn chê trách những người theo chủ nghĩa dân túy cánh hữu trên các kênh truyền thông cánh tả họ đã miêu tả rằng những người cánh hữu là một trong những người nông dân không thể nào bán ngũ cốc và lúa mì bởi vì toàn cầu hóa là những người công dân cổ xanh đã được trả lương thấp những người về hưu tóm lại họ là giai tầng nghèo nàn cả đời chưa bao giờ rời khỏi nước mỹ còn chủ thể của chủ nghĩa dân túy cánh tả đó là những người trẻ thuộc thế hệ thiên niên kỷ, hay chúng ta còn gọi là Gen Y, hầu hết đều đang học đại học. Công ty nghiên cứu thị trường quốc tế YouGov đã thực hiện một cuộc khảo sát với chủ đề Thái độ của người dân Mỹ đối với xã hội. Khoảng 2.000 người đã được khảo sát. Và cuộc khảo sát này đã cho thấy 53% thanh niên dưới 35 tuổi ở Hoa Kỳ không có hài lòng với cơ chế kinh tế hiện tại. Họ luôn tin là thể chế này không còn tốt cho họ và chủ nghĩa xã hội là khả thi. 45% thanh niên thích bỏ phiếu cho một người theo xã hội chủ nghĩa làm tổng thống. Và đây là một hiện tượng chưa từng có trước nhiệm kỳ tổng thống của ông Obama. Thứ hai, xung đột chủng tộc ngày càng gay gắt. Một trong những di sản chính trị quan trọng nhất trong tầm nhìn xa của ông Obama đó chính là xây dựng được kho phiếu kéo dài hàng thập kỷ cho đảng Dân Chủ bằng cách thu hút người Hồi giáo châu Phi và người gốc Latin trên quy mô lớn. Theo thông tin được Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ công bố vào ngày 17 tháng 6 năm 2016, từ năm 2009 đến 2014, Hoa Kỳ tiếp nhận 832.000 người tị nạn từ các quốc gia có dân số chủ yếu theo đạo hội. Năm 2015, thì Obama tiếp nhận một số lượng lớn người tị nạn Syria. Số lượng người tị nạn Hồi giáo có thể vượt quá 1 triệu người. Lấy năm 2016 làm ví dụ vụ xả súng ở thành phố Orlando ngày 12 tháng 6, nhiều vụ đánh bom ở New York, New Jersey trong cùng thời gian này đều là do những người nhập cư Hồi giáo thực hiện. Kẻ sát nhân trong vụ thảm sát tại bang Minnesota vào tháng 9 năm 2016 là một người Hồi giáo nhập cư từ quốc gia Kenya, quê cha đất tổ của Obama. Chicago, nơi ông Obama làm nên cơ nghiệp chính trị, từ lâu đã trở lại là một thành phố của tội ác với hơn 3.000 cuộc đấu súng giữa những người da đen trong vòng một năm. Với sự gia tăng nhập cư và tỷ lệ sinh sản cao ở các nhóm thiểu số, đặc biệt là người gốc Latin, nhân khẩu học của Hoa Kỳ đã thay đổi. Theo Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ năm 2008, người da trắng chiếm 66% dân số. Năm 2019 con số này giảm xuống 60,1%. Tính đến tháng 7 năm 2019, tổng số thế hệ trẻ như là Millennial, Gen Y sinh từ năm 1984 đến năm 1995. Thế hệ dành trí, vân vân là 166 triệu người chiếm 50,7% dân số quốc gia, gần một nửa trong số 162 triệu người Mỹ trên 36 tuổi được xác định là chủng tộc hoặc là dân tộc thiểu số da màu. Theo đó, dân số da trắng năm 2040 sẽ ít hơn so với tổng số dân Hoa Kỳ. Vào ngày 11 tháng 12 năm 2020, trong một cuộc dung giữa Tổng thống Biden, Phó Tổng thống Harris, các nhà lãnh đạo dân quyền da đen, ông Biden nói, đất nước đã bị diệt vong, nó đã bị diệt vong. Không chỉ vì người Mỹ gốc Phi mà bởi vì năm 2040 thì người châu Âu da trắng sẽ trở thành thiểu số. Các vị có nghe thấy hay không? Các vị phải bắt đầu làm việc với nhiều người Tây Ban Nha hơn và họ sẽ đông hơn tất cả quý vị. Ngoài việc khuyến khích hợp pháp hóa nhập cư bất hợp pháp, thì vì lợi ích chính trị của riêng mình, đảng Dân Chủ và một nhóm xã hội còn cố tình thúc đẩy mâu thuẫn giữa các chủng tộc và giành lấy những lá phiếu rẻ mạt của họ thông qua sự tức giận của các nhóm thiểu số. Tình hình này đã thay đổi và thay thế chiếc lò luyện đan của Mỹ thành cái bát trộn salad. Người ta đã nhận ra nước Mỹ không phải là cái lò luyện đan mà chỉ là một cái nồi salad. Cựu Tổng thống Obama đã để lại một xã hội nước Mỹ bị chia rẽ sâu sắc. Ông Obama tin anh về đào tạo chủ nghĩa Mark ở Mỹ. Thay vì cứ nói rằng ông Obama là nguyên nhân của các cuộc cách mạng da màu ở Hoa Kỳ, thì chúng ta có lẽ nên nói bằng một cách hoa mỹ hơn. Cuộc cách mạng da màu ở Hoa Kỳ đã được tiến hành một cách âm thầm trong nhiều năm. Cuối tháng 5 năm 2020, phong trào Black Lives Matter đã nở rộ ở Hoa Kỳ cùng với việc đập phá và cướp bóp. Nancy Pelosi, bà chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ và Biden đã đi đầu trong việc quỳ lại Black Lives Matter trong hội trưởng quốc hội. Người đã đứng đầu một tổ chức này vẫn luôn ở trong tình trạng nửa giấu mặt, cuối cùng cũng đã liên tục xuất hiện trên các kênh truyền thông đại chúng. Họ đã làm rõ tổ chức này tin vào điều gì và họ yêu cầu những gì trong cuộc sống thực tế. Ngày 23 tháng 6 năm 2020, là một trong những người đồng sáng lập của Black Lives Matter, bà Patrice Killer đã phát biểu trên News Now, thừa nhận rằng các thành viên của nhóm là những người theo chủ nghĩa Moss được đào tạo với một chương trình nghị sự đơn giản hơn nhiều so với công lý của người Mỹ gốc Phi. Và mục đích của họ là không để cho ông Trump tham gia cuộc bầu cử tổng thống và sẽ mãn nhiệm vào trước tháng 11. Họ chờ ông Biden lên nhậm chức và gây áp lực buộc ông ấy phải phát triển các chính sách thay đổi mối quan hệ giữa công vụ cảnh sát và định hình tội phạm. Trung tâm Chiến lược Lao động và Cộng đồng, nơi mà bà Killer đã được đào tạo trong vòng 10 năm qua, do ông trùm khủng bố nội địa người Mỹ đó là Eric Mann lãnh đạo. Và mối quan hệ giữa ông Man và tổ chức khủng bố Wader Underground ngày càng lập tức nhắc nhở một vài người Mỹ nhạy cảm rằng ông Obama có một mối liên hệ với ông Andrew, người đã sáng lập ra tổ chức Wader Underground. Ngày 23 tháng 9, hơn 40 ngày trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2008, tờ Wall Street Journal đã đăng bài Obama và Andrew thúc đẩy chủ nghĩa cấp tiến trong trường học, đề cập đến việc viết một đoạn lịch sử có liên quan đến Andrew mà ông Obama đã cố tình giấu giếm trong hai cuốn tự truyện. Cả hai đã hợp tác chặt chẽ với nhau năm 1995 đến năm 1999. Các tài liệu trong hồ sơ CAC làm rõ là Ayer và Obama là các đối tác của CAC, Ông Ayer còn là nhà lãnh đạo chính trị cho ông Obama. Năm 1995, lần đầu tiên chạy đua tranh cử của Obama vào Thượng viện tại bang Illinois tại một bữa tiệc ở nhà ông Ayer. Nhưng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2018, bởi vì những quan điểm chính trị cấp tiến và hồ sơ quá khứ của Ayer, Obama đã cố tình hạ thấp mối quan hệ của mình với ông Ayer, coi ông ấy là một người sống gần nhà tôi. Ayer là ai? Tại đây cần phải giới thiệu lại tổ chức Weather Underground và mạng lưới xã hội của nó, Thưa quý vị, Wikipedia đã giới thiệu về William Taylor Ayers như sau. Sinh ngày 26 tháng 12 năm 1944 là một nhà lý luận giáo dục tiểu học người Mỹ, kim cựu giáo sư giáo dục tại Đại học Illinois ở Chicago, nơi ông được trao tặng danh hiệu giáo sư xuất sắc và danh hiệu học giả đại học cao cấp. Trong những năm 1960, theo Ayers là người sáng lập và lãnh đạo Weather Underground, một nhóm cách mạng tự xưng là Cộng sản, muốn lật đổ chủ nghĩa đế quốc, chấm dứt đế quốc Mỹ. Để phản đối sự tham gia của Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam, Weather Underground đã tiến hành các việc như là đánh bom vào các tòa nhà công cộng trong những năm 1960 và năm 1970, bao gồm cả việc trừ khử các sĩ quan cảnh sát, đặt bom trong các bức tượng nhằm gây thương vong cho cảnh sát và một loạt các vụ đánh bom của các nhà công cộng như là Ngũ giác đài và Sở cảnh sát San Francisco. Nhưng thành công thực sự vang dội nhất của Ayer không phải là những thành tựu của người đàn ông năm 1968, mà là hai thành tựu chính sau đây. Thứ nhất đó là thành viên của cuộc hành quân mới trong thế chế. Ông đã thành công khi đã bước vào các trường đại học Mỹ, trở thành một nhà giáo dục. Ông đã thường thuyết trình giảng dạy về sự kết thúc của đế quốc Mỹ, xây dựng một thế giới mới và vai trò của chúng ta đối với toàn thế giới, đồng thời đã tạo ra những người cực đoan phe cánh tả trong giới sinh viên đại học hoạt động của ông ấy cũng đã mở rộng ra khắp xã hội Mỹ. Ông giờ cũng đã sử dụng mạng xã hội của mình để có thể thành lập các tổ chức al qaeda khác nhau để ươm mầm những tài năng nhỏ, những tài năng của phong trào xã hội cánh tả. Và thứ hai là ông ấy là người tạo nên các vị vua đã thành công, đẩy Obama lên ngai vàng của Tổng thống, làm thay đổi sâu sắc nền chính trị và kết cấu của xã hội Mỹ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình phân tích và bình luận trên kênh Thời báo Sự Thật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hãy đồng hành cùng chúng tôi bằng cách bấm like, share, subscribe và đừng quên bấm nút chuông thông báo để nhận những bản tin mới nhất. Bích Trâm xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.